Giải Taekwondo các lứa tuổi trẻ tỉnh Lào Cai đang diễn ra tại nhà thi đấu tỉnh, được tổ chức hàng năm, là dịp để các vận động viên được cọ sát, giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng thi đấu. Giải năm nay thu hút sự tham gia của 337 vận động viên thuộc 23 đoàn đến từ các huyện, thành phố, thị xã và các câu lạc bộ trong toàn tỉnh. Các vận động viên ở 3 nhóm tuổi, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông thi đấu hai nội dung đối kháng và quyền. Giải đấu vừa tạo sân chơi bổ ích, giao lưu học hỏi cho các vận động viên trẻ, vừa thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao trong các trường học và các câu lạc bộ. Khi tham gia cái sân chơi này, cháu cảm thấy nó rất là bổ ích và cho cháu học hỏi được rất là nhiều từ mọi người, từ các trường và các câu lạc bộ khác ạ. Cháu có thêm nhiều kinh nghiệm, có thêm cả sức khỏe và cũng có thêm cả niềm vui và sự giao lưu, sự hòa đồng với tất cả mọi người ạ. Thông qua giải đấu, không chỉ lựa chọn được những vận động viên trẻ tài năng, triển vọng để bồi dưỡng đào tạo, lứa vận động viên kế cận tham gia các giải thi đấu quốc gia, mà còn là dịp để các đơn vị đánh giá công tác đào tạo huấn luyện môn Taekwondo của địa phương, đơn vị mình. Qua cái giải lần này thì đánh giá được năng lực cũng như là kỹ năng về thi đấu, kỹ năng về quá trình học tập môn Taekwondo và giúp các em trải nghiệm được rất nhiều cái bổ ích của qua môn này ạ. Theo đánh giá của ban tổ chức, giải năm nay có sự nâng cao cả về số lượng vận động viên tham gia cũng như chất lượng chuyên môn. Năm nay về số lượng và chất lượng có thể nói là có thể hiện được cái sự tăng lên rõ rệt. Đây là cơ sở để đánh giá cái tuyển chọn những vận động viên ưu tú cho tỉnh, thì có thể nói là chúng tôi thấy rằng là rất là phấn khởi, có cái cơ sở để đánh giá và tuyển chọn những vận động viên ưu tú để tuyển chọn vào đội tuyển của tỉnh. Việc tổ chức giải đấu thường niên cũng giúp cho phong trào Taekwondo phát triển sâu rộng, thu hút đông đảo người dân quan tâm hơn đến môn thể thao hiện đại này, và cũng từ đó phát hiện thêm nhiều vận động viên triển vọng tài năng, bổ sung lực lượng cho đội tuyển Taekwondo của tỉnh trong thời gian tới.